Thì vườn sầu riêng này trái trong giai đoạn tầm khoảng 40 ngày trở lên ha. Thì của con chúng ta cùng xem cái dàn trái trước tiên ha. Đây. Đây thì chúng ta sẽ nhìn nhận cái dàn trái ha. Đây là giống sầu riêng Ri6. Thì để có cái dàn gai mà nó xanh như thế này thì chú vườn chúng ta áp dụng một số cái giải pháp mà đưa dinh dưỡng phía dưới là những giải pháp hữu cơ. Đó chúng ta để ý nha. Chúng ta hạn chế tối đa cái việc mà chúng ta xử lý cái phân hóa học để chúng ta bón á. Thay vào đó chúng ta đi những dòng phân xô, phân thùng để mà chúng ta vừa tưới dưỡng rễ mà nó giúp cho gai nó xanh bên trên rất là tốt. Thế này thì chúng ta sẽ có được cái dạng trái rất là đẹp ha, về cái chất lượng trái như thế này. Thì vườn này đã được chú vườn chúng ta áp dụng một số cái dòng phân xô, phân thùng tưới rất là đều đặn thường xuyên, cho nên là chúng ta thấy là nếu mà chúng ta đảm bảo vấn đề mà chúng ta tưới mà giúp cho dưỡng rễ, bảo dưỡng cái rễ tốt. Cái thứ hai là chúng ta đưa cái dòng phân xô, phân thùng vào nó giúp cho có cái dinh dưỡng ha, cũng giúp cho nuôi trái lớn trái được chứ phải không. Chứ không phải là của con chúng ta cứ mặc định là phải bón phân hóa học nó mới giúp cho lớn trái ha. Chúng ta càng lạm dụng nhiều cái dòng phân hóa học thì chúng ta bón phía dưới thì cái phân lâu ngày nó sẽ làm chai đắt, chua đắt. Rồi cái phân mà chúng ta bón lỗ hóa học chúng ta bón nhiều quá thì nó làm cho tổn cái rễ của mình ha. Lúc này thì chúng ta thấy là bên trên đó, lâu ngày cái gai trái sầu riêng chúng ta nó sẽ bị vàng hoặc là nó sẽ bị nứt đậu gai, nứt cuốn đó. Nếu mà chúng ta gặp một số cái điều kiện thời tiết bất lợi ha, như là nắng gắt, nhiệt độ cao như hiện nay nè, rồi lâu lâu xen kẽ một số cơn mưa thì làm sóc cây lúc này ở phía trên thì cái trái chúng ta nó sẽ bị vàng gai, nứt gai nặng hơn, hoặc là trái chúng ta nó sẽ bị chậm lớn ha. Còn trái chúng ta ở thời điểm trước đó nó bị sóc nặng thì nó làm cho rụng trái luôn đó, chúng ta để ý ha. Thì cái lực cây này chú vườn chúng ta thấy là của con mình xem nè, cái dàn rễ nè ha, những cái tầng rễ chặn chúng ta của con thấy là nếu mà chúng ta trồng cái sầu riêng mà chúng ta được cái dàn rễ sau rễ chặn mà nó ăn tràn lên mặt đất như thế này, chúng ta thấy là chứng tỏ là cái lực rễ chúng ta rất là khủng. Chúng ta để ý ha, là do trước đó hồi xưa chú vườn chúng ta trồng chúng ta lên mô chuẩn rồi, chúng ta có cái hệ thống canh tác rất là hợp lý cho nên là cây chúng ta rất là lực, và sau này cũng vậy luôn. Chúng ta thường xuyên đi những dòng phân hữu cơ, phân vi sinh để chúng ta cải tạo đất, rồi đưa những dòng phân xô, phân thùng vừa tưới giúp dưỡng rễ ha, bảo dưỡng cái rễ chúng ta tốt, không có tổn rễ. Mà bố con mình thấy là những cái dòng phân xô, phân thùng thì nó rất là dễ tiêu, cho nên khi mà chúng ta tưới vào hầu như là nó không có gây hại rễ, nó không có gây độc đó. Cho nên là chúng ta thấy là dạng gai trái chúng ta rất là xanh. Thì ở giai đoạn này bố con chúng ta có thể áp dụng những dòng phân xô, phân thùng là những cái dòng phân mà có chứa 3 số 20, 20, 15 hoặc là 3 số 18 chúng ta tưới vẫn được. Trong phân xô, phân thùng thì những cái dòng sản phẩm mà nhập khẩu của Tây Ban Nha hay là của Đức hay là của Mỹ gì đó, là những cái dòng sản phẩm mà nó có cái gốc hữu cơ, chúng ta tưới vào sẽ an toàn. Nó có hữu cơ, vi lượng, rồi có humic, fluid và những cái chất và dinh dưỡng mà dạng dễ tiêu, chúng ta tưới vào nó sẽ giúp cho cái tầng rễ chúng ta nó sẽ được bảo dưỡng rất là tốt và hầu như là nó rất là an toàn ha. Ở bên trên nó chứng tỏ là dạng gai trái mà nó xanh đó là yếu tố đó. Nó chúng ta để ý ha, đây, dạng gai rất là xanh nè. Và hầu như chúng ta đi sâu vô chúng ta thấy là cái trái rất là tròn ha. Chủ vườn chúng ta đảm bảo một số cái nguyên tắc rất là tốt khi mà chúng ta áp dụng cái quy trình mà để mà nuôi trái, thúc lớn trái ha. Và hầu như là cái tỷ lệ trái chúng ta cũng rất là đạt, rất là tròn. Đó chúng ta xem ha. Đó là cái vấn đề về cái cách mà chúng ta áp dụng cái dòng sản phẩm mà chúng ta tưới ở bên dưới ha. Chúng ta thấy là cái vấn đề về cái độ ẩm nữa chứ không phải là không ha. Cô con thấy là chúng ta nhìn tổng quát cái vấn đề về độ ẩm ha. Chúng ta thấy là chủ vườn chúng ta giữ ẩm rất là tốt. Cho nên là trong cái điều kiện mà nắng hạn hiện nay á ha, mà chúng ta giữ được cái độ ẩm tốt, chúng ta đi những cái dòng dinh dưỡng phân xô, phân thùng chúng ta tưới dưỡng rễ, rồi chúng ta bón phân hữu cơ đều đặn ha, kết hợp thêm chú vườn chúng ta lại giữ cỏ rất là tốt. Với con mình thấy là chú vườn chúng ta phát cỏ nè, vừa phát xong ha, nhưng mà chú vườn chúng ta để ý nha, chúng ta phát cỏ ở cái mức độ này phù hợp ha. Chú vườn con chúng ta đừng có phát sát gốc quá. Nếu như trong thời điểm này mà chúng ta phát cỏ mà chúng ta phát sát gốc quá thì nó sẽ làm cho nắng xúc tác độ cao xuống, làm cho cháy rễ. Thì khi mà cháy rễ phía dưới, trái chúng ta bên trên nó sẽ bị vàng gai, nứt gai, nứt cuốn, trái bị méo hoặc là chậm lớn ha. Rồi phía trên cái dạng lá chúng ta nó sẽ bị cháy, bị xuống, bị vàng luôn, do chúng ta phát cỏ quá sát để cho nắng xúc tác xuống nhiệt độ cao nó làm cho cháy rễ, thì bên trong trái chúng ta hoặc là cây chúng ta lá sẽ bị vàng rất là nhiều, bị cháy luôn ha. Rồi chúng ta để ý là có phát cỏ chúng ta phát ở cái mức độ này là phù hợp nhé của con. Chúng ta để ý ha, chúng ta không nên phát sát quá. Đó là cái cách mà chúng ta điều khiển cỏ bên dưới để giúp cho giữ ẩm đất tốt hơn. Cỏ nó sẽ giúp cho giữ ẩm đất của chúng ta, nó luôn có cái nhiệt độ phù hợp và độ ẩm phù hợp giúp cho cây chúng ta phát triển. Đó, chúng ta để ý ha. Rồi vừa con thấy là chúng ta sẽ đi qua một vòng ha, chúng ta qua đây để chúng ta phân tích cái dạng đọt. Cho vừa con chúng ta thấy là cách mà chú vườn chúng ta xử lý điều khiển cái dạng đọt trong thời điểm này ha. Đây thì chúng ta thấy là nhìn cái lực cây thì rất là tốt, của con xem ha, lực cây nó rất là sung, rất là khỏe, lá xanh dày bóng đẹp luôn.
Cái thứ hai là chúng ta nhìn những cái dạng đọt nè, chúng ta thấy nè, hầu như là chú vườn chúng ta thấy cái lực cây chúng ta lá xanh dậy chắc thế này, chú vườn chúng ta chọn cái biện pháp là an toàn. An toàn là sao? Là chú vườn chúng ta dằn cái dạng ngọn lại ha, không cho dạng ngọn đi. Yêu cầu mình thấy trong thời điểm này trái trên 40 ngày, nếu một số vùng của con chúng ta mà gặp cái điều kiện mà mưa sẽ ra nhiều ha, mưa dầm sẽ ra nhiều, mưa lớn, thì khi mà mưa lớn nó sẽ làm sốc cây. Lúc này cái vấn đề thứ hai, mưa lớn nó sẽ làm cho cái dạng đọt chúng ta nó sẽ phóng xạ rất là mạnh. Cho nên chúng ta để ý, nếu như cây chúng ta lá xanh dày bóng, cái chất lượng lá chúng ta nó tốt như thế này thì của con chúng ta nên thấy khi mà cái mũi giáo chúng ta nó có bắt đầu nó nhóm đi thì của con chúng ta nên dằn lại, kìm lại ha. Tại vì của con mình nói là cho nhiều đọt đi đi để sau này có lá nuôi trái, nhưng mà thật sự là cây chúng ta nó quá đủ lực, lá xanh dày và số lượng lá chúng ta quá tốt như này thì chúng ta kìm lại thì chúng ta sẽ ngủ ngon ha. Chúng ta thấy quanh đây đây, của con thấy ha, đây một số cái vị trí nè, chú vườn chúng ta hầu như là kìm được cái dạng ngọn rất là tốt ha. Thì khi mà chúng ta kìm được cái dạng ngọn trong cái điều kiện mà cây chúng ta nó khỏe lực như thế này thì chúng ta sẽ có được cái mức độ an toàn cao. Tại vì trong thời điểm này nếu như quý con chúng ta không kìm ngọn ha, chúng ta cứ để cái ngọn đi á, mà lỡ như gặp một hai cái cơn mưa lớn á, thì nó sẽ nhập cái đạm trong nước mưa, nó sẽ làm cho cái đọt chúng ta phóng ra rất là mạnh. Tuy rằng cây chúng ta xanh tốt nha, nhưng mà khi mà cái đọt chúng ta đi mạnh quá, cái dinh dưỡng nó sẽ đẩy về, nó sẽ nuôi cái dạng đọt. Lúc này trái chúng ta bên trong nó sẽ chậm lớn, hoặc là trái chúng ta nó sẽ bị méo mó ha. Chúng ta để ý cái vấn đề đó. Nếu như cây chúng ta nó đã quá xanh tốt thế này á, thì chúng ta thấy là cái mũi giáo chúng ta nó có nhú, nó nhóm đi á, thì con chúng ta tốt nhất nên kìm lại đi ha, chúng ta sẽ về ngủ ngon hơn ha. Còn một số cái vị trí mà cây chúng ta nó bị suy, nó bị cháy lá trong thời điểm đang nuôi trái 40-50 ngày thế này, mà cây chúng ta nó không có đủ lá để nuôi trái, hoặc là cây chúng ta nó suy quá, cháy lá nặng quá, thì chúng ta tốt nhất cho diều đi từ từ ha, để giúp cho sau này chúng ta có 2-3 lá để giúp cho nó hoàn hợp và nó nuôi trái chúng ta tốt hơn, hạn chế vấn đề về sau này khi mà đến gần thu hoạch á, cây sầu riêng chúng ta nó xuống quá, lá nó cháy nặng quá, nó sẽ làm cho cái trái sầu riêng chúng ta bên trong nó bị sườn muối, cháy muối rất là nặng ha. Chúng ta phải để ý vấn đề đó. Cho nên là hai cái giải pháp của con chúng ta nên tham khảo, đó là nếu như cái dạng cây chúng ta nó đẹp được như thế này thì chúng ta nên kìm ngọn lại đi ha. Đó, trong cái điều kiện mà chúng ta không biết mưa nó xảy ra vào thời điểm nào, cho nên đó là nếu như cây chúng ta nó lật như thế này, cái đọt nó có nhóm đi thì chúng ta nên kìm lại, để khi mà chúng ta không kìm mưa lớn quá nó sẽ xảy, nó nhập cái đạm trong nước mưa, nó sẽ làm cho cái đọt chúng ta nó phóng mạnh đó. Thì lúc này trái chúng ta bên trong sẽ ảnh hưởng ha, chúng ta để ý. Còn cái vấn đề về cái cách mà chúng ta diều đọt trên cây mà nó khỏe mạnh thế này thì chúng ta cũng có thể cho nhóm đi từ từ cũng được ha. Nó cũng giúp cho nuôi trái tốt, tại vì cây nó khỏe, nó lực, nó sung, lá nó xanh thế này thì khi mà chúng ta cho nhóm đi từ từ thì cái dinh dưỡng nó cũng nuôi cái đọt được, và cái dinh dưỡng nó cũng nuôi trái được tốt hơn. Nhưng mà cái vấn đề đó thì cũng không cần thiết của con ta để ý ha, như đã nói của con chúng ta có thể kìm lại để chúng ta giữ được cái dạng trái bên trong ta nó sẽ phát triển một cách tối đa, nhanh nhất cho bà con mình. Đó là cái cách mà chúng ta xử lý trên cây khỏe mạnh như thế này. Thì đối với cái giải pháp mà cây sầu riêng mà khỏe mạnh như thế này, mà cái đọt chúng ta nó có hiện tượng nó nhóm đi như thế này, thì chú vườn chúng ta phun cái dòng sản phẩm Mavavin. Khi mà chúng ta phun tầm khoảng 3-4 ngày nó sẽ cúp cái mũi giáo xuống, nó không có nhóm đọt đi ha. Đây chúng ta thấy là do cái tác động của thuốc nè, nó cúp đọt xuống nè. Rồi chúng ta sẽ tới 1-2 cây nữa, chúng ta sẽ xem về cái cách chúng ta điều khiển đọt ha. Đây bên trong dạng trái của cây này đây, mấy con xem ha. Nó cái dạng trái chúng ta hầu như cũng khá lực đây. Nó vườn sầu riêng này chú vườn chúng ta có sửa trái ở thời điểm mà trái tầm khoảng 10-20 ngày ha. Đó, khi mà lớn lên thì chúng ta thấy là cái mẫu trái rất là tròn, rất là đẹp ha. Tỷ lệ cân đối trái rất là chuẩn, do chú vườn chúng ta áp dụng cái giải pháp mà chúng ta tứ giữ nước ha, chúng ta tăng lượng nước lên từ từ, giúp cho cái mô chúng ta nó không có bị thiếu nước, cũng không có bị dư nước ha, bằng cách là chủ vườn chúng ta tưới cái lượng nước rất là đều đặn, và hầu như là chúng ta tăng lên từng ngày, tại vì cái giai đoạn về sau là chúng ta cần lượng nước nhiều hơn để giúp cho thúc lớn trái, nuôi trái đẹp hơn cho con mình ha. Rồi chủ vườn chúng ta giữ ẩm đất tốt nè, rồi có bón một số cái dòng phân hữu cơ và tưới những cái dòng xô để giúp cho dưỡng rễ và giúp cho tăng cái tỷ lệ mà dinh dưỡng trong đất ha, cái bộ rễ nó sẽ phát triển mạnh hơn. Đây con xem là những vị trí nè, hầu như là cái giải pháp nó cúp như thế này là nó chỉ tạm thời như con, chứ không phải nó cúp như thế này là nó cúp luôn nha. 1-2 ngày nữa nó sẽ có một cái đám mưa là nó sẽ nhóm, nó ngóc dậy, nó sẽ phóng tiếp. Lúc này chú vườn chúng ta sẽ tiếp tục chặn lại ha. Trong giai đoạn này của con chúng ta đi nha, chúng ta chịu khó chúng ta phun chặn tầm khoảng 7 ngày tới 10 ngàn lần đó, để giúp cho cái đọt chúng ta nó không có nhóm đi mạnh nha. Tại vì trong thời điểm mà có cái mũi giáo mà nó tạm thời nó cúp như thế này, mà lỡ như mà có mưa 1-2 đám nó lớn, nó sẽ nhập cái đạm trong nước mưa, nó sẽ phóng rất là mạnh nha, nó sẽ sốc nước phía dưới
đó, và trên đọt chúng ta nó sẽ phóng đi rất là mạnh. Cho nên là cái giải pháp này chúng ta phải căn theo cái tình trạng thời tiết để mà chúng ta phun kịp thời. Khi mà có mưa mà chúng ta không có phun kịp đọt để cho cái đọt nó phóng xả mạnh ra như thế này thì chắc chắn là cái dinh dưỡng nó sẽ đổ về nó nuôi dạng đọt nhiều hơn, và nó sẽ làm cho trái ở bên trong nó bị ảnh hưởng, nó làm cho trái chậm lớn ha. Thời điểm sắp tới thì chú vườn chúng ta sẽ tiếp tục tưới những dòng xô ha, để giúp cho bảo dưỡng cái rễ chúng ta. Thì cái lợi thế mà chúng ta tưới dòng xô để nuôi trái sau này đến cái khâu mà sau thu hoạch đó, cái dạng lá, cái dạng cây chúng ta nó giữ lực như thế này, lá xanh dày bóng đẹp như thế này thì nó sẽ giúp cho bà con chúng ta hạn chế tối đa cái chi phí mà chúng ta phục hồi sau thu hoạch ha. Tại vì sau thu hoạch đó, cái cây chúng ta nó khỏe thì chúng ta sẽ đỡ tốn tiền để mà mua thuốc phục hồi sau thu hoạch. Còn sau khi thu hoạch mà chúng ta thấy cái cây suy quá, cháy lá nặng quá thì chắc chắn bà con chúng ta phải tốn rất là nhiều chi phí để chúng ta đổ vào, chúng ta phục hồi cây lại ha. Ta phải để ý vấn đề đó. Thì bên trong thì sắp tới anh em sẽ khuyến cáo cho vườn chúng ta tiếp tục phun những dòng sản phẩm canxi hữu cơ và amino được nhập khẩu ha, như amino Pháp hay là amino của Thổ Nhĩ Kỳ, để chúng ta kết hợp chúng ta phun bên trong giúp cho trái chúng ta nó dưỡng xanh gai, nở gai đều. Rồi trong điều kiện mà có mưa thì chúng ta kết hợp thêm cái dòng chống sốc để giúp cho cây chúng ta nó chống chịu ha, hạn chế bị sốc nước. Thì đó là cái cách mà anh em xử lý trên cái vườn sầu riêng của chú vườn ở Cần Thơ thế này ha. Thì của con thấy là chú vườn chúng ta phun anh em nãy giờ khảo sát hết vườn thì hầu như là cái dạng đọt chúng ta nó cúp như thế này ha. Chúng ta để ý ha, có hai trường hợp của con chúng ta cần phải theo dõi. Nó cúp như thế này nhưng chúng ta để ý nha, trong thời điểm này tuy rằng chúng ta cho ém ngọn nhưng mà thực sự là có mưa là nó sẽ nhóm đi. Cho nên là chúng ta cần phải phun cho nó kịp thời. Để khi mà của con nói là cây khỏe quá cho đi đọt đi, dinh dưỡng nó cũng nuôi đọt được, nó nuôi trái được. Nhưng mà thực sự khi mà cái đọt đi từ từ thì không sao, nó đi tới đâu lá xanh dày tới đó thì không sao. Nhưng khi mà chúng ta lỡ như gặp mưa lớn, cái đọt đi mạnh quá thì chắc chắn là chúng ta sẽ đỡ không có kịp. Tại vì khi mà cái đọt chúng ta nó nhóm đi mạnh rồi, cho dù con chúng ta có phun thuốc cách mấy đi chăng nữa, nó vẫn nhóm đọt đi. Và hầu như là chúng ta rất là khó chặn đọt ha. Đó, chúng ta để ý, để cái đọt đi là chúng ta rất là khó chặn. Nhưng mà đến cái thời điểm mà cái đọt chúng ta nó mới có nhú như thế này thì con chúng ta chặn rất là dễ. Chúng ta cứ phun cái là nó cúp xuống, phun cái là cúp xuống thôi, nó không có đi nổi. Còn cái con chúng ta để xả đi là chúng ta rất là khó khăn trong cái việc của chúng ta phun để mà nó già lá hay là nó chặn lại nha. Nói của con mình ý nha, để cái đọt chúng ta nó đi mà nó có lá non rồi thì của con chúng ta phải phun cho nó già lá cho nó nhanh. Tại vì nó già lá chậm quá, lá nó còn mỏng hoài thì dinh dưỡng nó còn nuôi đó, cho nên là nó ảnh hưởng đến trái chúng ta. Đó, anh em khuyến cáo của con chúng ta phải phun cho nó đúng, nó kịp thời. Rồi đối với cây trái lá thì chúng ta cứ cho nhóm nhẹ đi ha, bằng cái cách mà chúng ta xử lý 10-6-6 kết hợp với cái dòng combi để chúng ta dìu đọt đi từ từ. Nếu như thời tiết mà bình thường có nắng không có mưa ha, thì chúng ta cho phun 10-6-6 kết hợp với combi, chúng ta dìu nhẹ, lá đi tới đâu xanh dậy tới đó. Còn nếu trong cái điều kiện mà thời tiết mà mưa nhiều, mưa dầm liên tục á, trên cây trái lá mà nó đi đọt mạnh á, thì chúng ta phải kiềm bằng kali hữu cơ lại. Để khi mà chúng ta thấy là nếu mà chúng ta cho những cây trái lá mà đi đọt mạnh á, thì chắc chắn là dạng trái bên trong chúng ta sẽ bị ảnh hưởng ha. Cho nên của con chúng ta phải để ý vấn đề đó. Rồi chúng ta sẽ đi một hai cây nữa, chúng ta sẽ phân tích một số cái vị trí mà chúng ta đi những cái dòng phân thuốc phía dưới ha. Rồi chúng ta sẽ đi tới cái này ha của con. Đây. Thì nói chung á thì hầu như vườn của chú vườn chúng ta là vị trí nào cái mầm đọt cũng cúp như thế này ha. Đây của con xem ha. Khi mà chú vườn chúng ta phun cái dòng Mervin thì nó cúp như thế này ha. Tạm thời nó cúp. Tại vì đây là cái dòng thuốc bệnh HESA 50 nha. Chúng ta phun cái liều lượng nó hơi khác chút nó mới cúp như thế này. Còn nếu như chúng ta phun cái liều lượng chuẩn thì nó giúp cho phòng một số bệnh về cháy lá, nấm hồng ha. Chúng ta để ý cái vấn đề về thuốc bệnh là Mervin nha. Chúng ta phun đúng á thì nó sẽ trị cháy lá, nấm hồng. Còn nếu mà chúng ta phun để mà chặn ém ngọn tạm thời thì chúng ta phun cái liều hơi ngặt chút ha. Tức là có thể là chai là chúng ta có thể xử lý cho nửa phi tiếng phi nha, để chúng ta phun để chúng ta dặn ngọn thế này. Rồi chú vườn chúng ta kết hợp cái dòng canxi siêu tốc á, để làm chi? Trong cái thời điểm này nè là nắng gắt nhiệt độ cao, chúng ta phải kèm cái canxi siêu tốc để giúp cho nó có cái canxi, giúp cho cái lá chúng ta nó dày hơn, cái tế bào lá nó sẽ dày lên, nó sẽ giúp cho hạn chế cái vấn đề về xúc tác nhiệt độ, nó làm cho sốc cái lá mình ha, nó làm cho tổn lá. Rồi trong một cái thời điểm này thì chú vườn chúng ta có thể kết hợp cái dòng chống sốc và cái học môn racinolite thế hệ thứ 6 á, chúng ta kết hợp vào để giúp cho cái cây chúng ta nó gia tăng được cái điều kiện để mà chống lại cái vấn đề mà bất lợi của môi trường ha, như nắng gắt độ cao, hoặc là lâu lâu chúng ta thấy là có một số cơn mưa trái mùa nó làm cho cây nó sốc rất là nặng ha. Chúng ta phun vào, chúng ta vừa ém ngọn rồi chúng ta vừa giúp cho cái đọt chúng ta nó ổn định ha, rồi lá chúng ta xanh dày. Tại vì cái dòng canxi siêu tốc nó còn có một số cái đạm ha và cái magie, thì đạm là cái chất mà cấu tạo thành cái dịch lục tố, nó giúp cho tăng cái màu xanh của lá, còn magie là cái nhân cái dịch lục tố. Nếu như chúng ta thiếu magie là cái lá chúng ta nó không có xanh,
thì chúng ta đưa cái siêu tóc kết hợp với cái mavapin để giúp cho dừa ém ngọn tạm thời, mà giúp cho cái lá ta rất là đẹp. Chúng ta để ý vấn đề đó ha. Thì chúng ta để ý nha, hiện nay là mưa đã xảy ra rồi chứ không phải không, một số vùng chúng ta mưa rất là lớn, cho nên quý bà con chúng ta thấy là trong thời điểm mà trái tầm 40-50 ngày thế này mà cái dạng lá chúng ta tuy rằng nó còn xanh đẹp, nhưng chúng ta cũng phải kìm ngọn tạm thời ở định kỳ. Thà chúng ta phun kìm định kỳ đi, lỡ như mà có mưa cái đọt chúng ta nó có nhóm đi chăng nữa thì nó nhóm từ từ ha. Còn nếu như bà con chúng ta không dằn ngọn, chúng ta không phun thuốc dằn ngọn, rồi lỡ như có gặp mưa lớn thì cái đọt nó đi mạnh quá là chúng ta sẽ trở tay không kịp. Chúng ta phải để ý vấn đề đó. Rồi cái vấn đề về cách mà chúng ta đi dinh dưỡng phía dưới nữa, tôi còn thấy là cái bờ nào chú vườn chúng ta thấy là chú vườn chúng ta hầu như đều giữ được cái lượng cỏ ở cái mức độ phù hợp ha. Chúng ta không để cỏ cao, cũng như là chúng ta không có phát trống, chúng ta giữ cỏ như thế này nè. Chúng ta thấy ha, là hầu như là cái lượng cỏ này nó giúp cho cái rễ chúng ta nó có cái được độ ẩm vừa phải để nó phát triển mạnh. Rồi phía trong chú vườn chúng ta kết hợp cái phân xô phân thùng. Quý con mình nói là tại sao mà cây nó như thế này ha, lực thế này mà không đi quá học đi, đi phân xô phân thùng chi? Thì quý con mình biết là cái dòng phân xô và phân thùng á, chúng ta khi mà tưới vào nó sẽ giúp cho thứ nhất là nó vừa dưỡng cái rễ của chúng ta. Quý con mình để ý ha, là vấn đề anh em chia sẻ của con giữa cái dòng phân xô và phân thùng và phân hóa học á, thì chúng ta lựa chọn cái nào trong cái điều kiện này ha. Đối với cây bình thường nha, lá xanh dày, cây chúng ta ở cái mức khá đó, chúng ta để ý nha, thì chúng ta lựa chọn cái phân xô phân thùng để làm cái gì? Thứ nhất là nó sẽ giúp cho giảm cái chi phí. Quý con mình thấy là trên một cái vườn sầu riêng chúng ta cứ tính cái hiệu quả kinh tế á, là chúng ta tưới cái phân xô phân thùng á, nó sẽ ngợi hơn khi mà chúng ta bón phân hóa học. Cái đó là cái lợi thứ nhất về kinh tế, chúng ta mua phân thùng chúng ta tưới nó sẽ rẻ tiền hơn. Cái thứ hai là chúng ta tưới vào cái lợi ích nó sẽ tăng lên gấp 2-3 lần so với phân hóa học. Là gì? Thì cái thứ nhất là trong cái phân xô phân thùng nó vẫn có ba số 18, ba số 17, ba số 16 hoặc là 20, 20, 15, chúng ta tưới vào nó cũng có ba số để giúp cho nó nuôi trái, giúp cho lớn trái chúng ta cũng tốt ha. Rồi cái lợi thứ hai là chúng ta tưới phân xô phân thùng nó có cái vi lượng trong một số cái nguyên tố vi lượng chẳng chelet và một số cái dòng hữu cơ như là fumic ha, đệm trong đó rất là nhiều những cái dòng dinh dưỡng mà giúp cho dưỡng rễ, kích rễ, khỏe rễ. Và cái lợi tiếp theo là khi mà chúng ta tưới những cái dòng dinh dưỡng mà hữu cơ dễ tiêu, chúng ta tưới vào cái rễ nó sẽ hấp thu rất là nhanh, nó không có gây ngộ độc đâu, quý con đừng lo. Và khi mà anh hấp thu nhanh như thế, cái rễ chúng ta đẹp như thế thì phía trên gai chúng ta sẽ xanh. Thì quý con thấy là một số cái vị trí anh em quay đó là cái gai hầu như chú vườn chúng ta khi mà áp dụng những dòng phân xô phân thùng tưới là chúng ta giúp cho cái dàn gai chúng ta xanh rất là đẹp và trái hầu như rất là ổn định ha. Đó là vấn đề thứ nhất. Rồi cái vấn đề về phân hóa học, phân mà dạng viên chúng ta rải á, quý con mình để ý ha, là cái dòng phân hóa học nha, chúng ta để ý nha, là khi mà chúng ta rải vào á, chúng ta đâu có biết là cái cây chúng ta nó ăn nhiêu đủ đâu. Chúng ta bón mà hơi dư phân, chúng ta không biết cây chúng ta ăn bao nhiêu, chúng ta bón dư phân thì nó sẽ gây ngộ độc. Tại vì khi mà chúng ta liệng cái viên phân xuống á, cái rễ chúng ta nó muốn hấp thu cái viên phân á, nó cần phải có nước, nó tan cái viên phân ra rồi cái rễ chúng ta mới hấp thu. Nhưng nếu mà chúng ta bón dư phân á, chúng ta bón nhiều á thì cái lượng phân nó nhiều quá. Chúng ta bón dư á, nó nhiều quá nó sẽ tan với cái nồng độ rất là cao và nó mặn quá nó sẽ làm cháy cái rễ của mình. Chẳng những cái rễ chúng ta không hấp thu được cái viên phân mà chúng ta bón nhiều nó sẽ làm cho mặn quá nó cháy cái rễ của mình. Lúc này phía trên gai trái sầu riêng nó sẽ bị vàng rất là nhiều, hầu như là trái ta nó sẽ bị sốc, nó chậm lớn luôn. Lá ở trên nó sẽ bị cháy dài vô. Chúng ta để ý vấn đề đó ha, là nó bị ngộ độc rất là nặng. Rồi cái vấn đề mà cái viên phân hóa học mà chúng ta bón vào á, nó không có cái chất gì để dưỡng rễ hết. Một số cái công nghệ thì nó có TE, nó giúp cho có vi lượng cũng có, nhưng mà thật sự là nó không có hữu cơ nè, nó không có những cái chất giúp cho dưỡng rễ của chúng ta. Cho nên là quý con chúng ta bón cái phân hóa học mà lỡ như chúng ta không biết cái cây chúng ta bón bao nhiêu mà đủ á, mà chúng ta bón nhiều lên á, thì nó sẽ gây cháy rễ, ngộ độc gây cháy rễ ha. Lúc này trái ta phía trên nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng. Thì đó là hai cái giải pháp mà chúng ta áp dụng cái phân xô phân thùng và hóa học á, thì chúng ta nên chọn phân nào ha. Rồi cái lợi ích sau này nữa, khi mà chúng ta tưới phân xô phân thùng á, chúng ta bảo dưỡng cái rễ chúng ta đến khi mà cây sầu riêng của chúng ta thu hoạch luôn. Và hầu như là cái dạng rễ chúng ta, nếu như người con chúng ta áp dụng cái phân xô phân thùng á, thì nó dưỡng cái rễ chúng ta đến thời điểm đó. Và cái khâu mà sau khi thu hoạch á, chúng ta để ý nha, dạng rễ chúng ta nó còn đẹp á, thì chắc chắn là cái khâu sau thu hoạch chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều cái chi phí để mà chúng ta phục hồi cây. Chúng ta sẽ tiết kiệm đi rất là nhiều cái chi phí tiền bạc ha, để phục hồi cây. Còn nếu mà chúng ta áp dụng phân hóa học để mà chúng ta lạm dụng đến thời điểm sau á, thì chắc chắn là sau khi thu hoạch đó là dạng rễ mà nó sẽ tổn. Khi mà chúng ta cứ chăm hóa học vô á, chúng ta cứ chăm vô nhiều á, thì nó sẽ làm cho cái dạng rễ của chúng ta sau này nó sẽ bị tổn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta lạm dụng phân hóa học
À, chúng ta bón nhiều quá thì sau này đất chúng ta nó sẽ bị chai. Chúng ta để ý là đất chúng ta sẽ chua đi. Rồi sau này chúng ta phải tốn rất là nhiều tiền để mà chúng ta mua phân hữu cơ, hay là chúng ta mua những cái dòng thuốc mà dạng cải tạo đất á, để chúng ta giúp cho phục hồi đất nha. Chúng ta để ý vấn đề đó, đó là cái tác hại của phân hóa học nếu mà chúng ta lạm dụng quá nhiều. Thì quý con mình để ý nha, không phải như anh em khuyến cáo là anh em nói là quý con chúng ta bắt buộc phải xài phân xô phân thùng không. Có thể là chúng ta có thể xen kẽ, một cử là chúng ta tưới phân xô phân thùng, một cử là chúng ta có thể bón phân hóa học vẫn được. À, nếu mà trong cái điều kiện mà cây chúng ta cho phép. Đó, chúng ta để ý ha. Thì đó là cái giải pháp mà anh em khuyến cáo bà con mình về cái cách chúng ta đi phân xô phân thùng, thì chúng ta sẽ qua cái vị trí bên này để chúng ta áp dụng cái giải pháp đó như thế nào ha. Chúng ta để ý là chú vườn chúng ta vừa phát cỏ xong nè. Thì chúng ta để ý nha, còn một cái tác hại nữa, do chúng ta áp dụng cái dòng phân hóa học mà liều lượng cao, chúng ta bón vào trong điều kiện nó gắt nhiệt độ cao á thì nó hấp thu không được ha. Lúc này cái phân nó mặn là nó làm cháy cái rễ mình á, thì ở trên nó sẽ làm cho lá nó sẽ bị cháy ha. Chúng ta để ý vấn đề đó. Thì bà con mình để ý nha, trong cái điều kiện mà chúng ta gặp cái điều kiện bất lợi của thời tiết á, như nắng gắt nhiệt độ cao nó làm cho bị sốc cây, sốc nhiệt á, trong vườn mình á, nếu như mà chúng ta bón phân hóa học mà chúng ta không căng theo cái lượng phân phù hợp mà chúng ta bón nhiều á, thì trong cái điều kiện mà thời tiết nắng gắt nhiệt độ cao, cái quá trình hấp thu dinh dưỡng của rễ chúng ta rất là yếu, cho nên chúng ta bón vào đất á, hầu như là cái rễ chúng ta nó sẽ ăn không có được. Thì khi mà cái viên phân chúng ta nó rớt vào nó mặn quá, nó sẽ làm cháy cái dàn rễ mình á, phía trên cái lá chúng ta nó sẽ bị cháy, bị tổn. Đó là cái cách mà chúng ta vừa còn chúng ta nên ưu tiên xài phân xô phân thùng, chúng ta tưới đi, nó an toàn hơn. Cho dù chúng ta gặp cái điều kiện mà nắng gắt nhiệt độ cao, thời tiết bất lợi đi chăng nữa, khi mà chúng ta tưới phân xô phân thùng á, rồi chúng ta tưới nước giữ ẩm tốt ở bên trong á, thì nó sẽ làm cho có những cái dinh dưỡng mà hữu cơ dễ tiêu, nó sẽ dẫn cái dinh dưỡng vào giúp cho cái rễ chúng ta hấp thu an toàn, nó không có gây ngộ độc ha. Đó là cái lợi nữa mà chúng ta tưới phân xô phân thùng á, chúng ta sẽ đem lại cái hiệu quả. Rồi sắp tới sau này giai đoạn sau chúng ta cũng có rất là nhiều cái lợi thế khi mà chúng ta áp dụng cái dòng phân xô phân thùng ha. Rồi quý bà con mình thấy là trong cái điều kiện mà giữa trưa nắng gắt nhiệt độ cao, trong cái điều kiện mà thời tiết bất lợi á, ở miền Tây thời điểm này nè, nắng trên 32 độ, thì chú vườn chúng ta biết cách là khi mà tưới nước á, chú vườn chúng ta tưới lên lá, chúng ta tưới tản nhiệt lên lá luôn. Quý bà con thấy là nguyên cái dàn cây này cách đây khoảng tiếng 2 tiếng đã được chú vườn chúng ta tưới ở bên dưới rồi, rồi chú vườn chúng ta lại tưới tản nhiệt bên trên lá, thì nó sẽ giúp cho cái nhiệt độ vườn chúng ta ổn định, nó không có gây mà bị hóc nắng ha, không có sốc cây. Khi mà chúng ta tưới tản nhiệt lên lá như thế, nó sẽ giúp cho cái nhiệt độ và cái độ ẩm vườn chúng ta nó ôn hòa hơn. Thì lúc này cái quá trình trao đổi chất và cái quá trình quang hợp của cây chúng ta nó sẽ diễn ra rất là mạnh ha. Và cái quá trình hấp thu dinh dưỡng của rễ chúng ta cũng diễn ra mạnh luôn. Do chúng ta tưới nước, chúng ta giữ được cái nhiệt độ ôn hòa và cái nhiệt độ rất là tốt trong vườn đó, thì cây chúng ta nó sẽ trao đổi chất rất là mạnh. Đó là cái cách mà chúng ta tưới tản nhiệt ha. Chúng ta nên hỗ trợ ngoài cái việc mà chúng ta tưới gốc, tưới nước dưới gốc, rồi chúng ta tưới tản nhiệt phía trên ha, nó sẽ giúp cho cây chúng ta ổn định. Vị trí mà nếu mà chúng ta tưới tản nhiệt phía trên, nó giúp cho cái nhiệt độ và cái độ ẩm phía trong cây sầu riêng chúng ta nè, nó không có bị hóc, nó không có bị sốc nhiệt ha. Biện pháp này là cái biện pháp rất là hữu hiệu để giúp cho cây chúng ta nó chống sốc. Quý con để ý ha, để giúp cho mọi cái điều kiện diễn ra trong cây nó sẽ được tốt hơn bằng cái cách mà chúng ta tưới tản nhiệt thế này. Đó, chúng ta để ý, rất là mát, anh em đi ra vườn hồi nãy rất là mát. Thì khi mà cái khí hậu ôn hòa trong cái vườn nó mát như thế này, rồi kết hợp với con chúng ta tưới nước giữ ẩm tốt ha, rồi chúng ta giữ cỏ được như thế này, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cái quy trình mà rất là tốt để giúp cho cây chúng ta nó phát triển như thế này. Rồi cái dàn đọt của con xem ha, nó cũng cấp như thế này ha. Thì sắp tới chúng ta sẽ xử lý một số cái dòng sản phẩm như Mavovin tiếp tục ha. Chúng ta vừa giúp cho cấp cái đọt thế này hỗ trợ, rồi chúng ta vừa giúp cho hạn chế vấn đề về cháy lá tháng thư hay là nấm hồng ha. Thì đó là cái thuốc bệnh, cho nên là chúng ta có thể phun, chúng ta lấy hai cái tác động. Thứ nhất là giúp cho cúp cái ngọn tạm thời. Thì chúng ta kết hợp hỗ trợ thêm cái dòng sản phẩm siêu tốc, hoặc là một số cái dòng sản phẩm mà có lăng kali hữu cơ á, chúng ta kết hợp với Marvin và một số cái dòng sản phẩm mà chống sốc á, chúng ta kết hợp thời điểm này ha. Thì khi mà chúng ta phun như thế này định kỳ, cho dù chúng ta có gặp mưa đi chăng nữa, chúng ta cũng vững bụng yên tâm ha. Còn nếu như con chúng ta không chịu phun thuốc mà định kỳ để mà kiềm ngọn á, nếu như lỡ gặp mưa nó nhập đạm với nước mưa kết hợp với cái nước nó bị sốc phía dưới á, thì nó sẽ làm cho cái đọt phóng mạnh ra, thì chắc chắn là dàn trái bên trong chúng ta sẽ bị ảnh hưởng ha. Thì con chúng ta có thể áp dụng nếu như chúng ta gặp một cái số thế vườn chúng ta như thế này, để chúng ta có được cái hiệu quả cao hết con, đặc biệt là cái quá trình mà chúng ta chống sốc trong thời điểm này ha, với điều kiện mà nắng gắt nhiệt độ cao kết hợp với mưa và cách mà chúng ta giữ cỏ thì chúng ta nên ý, và cái cách mà chúng ta áp dụng phân xô phân thùng hay là phân hóa học để mà chúng ta xử lý thì nó rất là quan trọng ha. Thì xin kính chúc bà con mình thành công ha.